Xin chào các bác, em thanh lý nhanh gọi là cái con cassette này này. Đấy, con này về thì tình trạng hàng hóa thì đây, lý do thanh lý là nó như thế này. Đây, nó như thế này các bác nhá, nó là như thế này, nó là không có dây nguồn. Đấy, thì bây giờ không biết thử thế nào cả. Đấy, thì về các bác tự kiểm tra, tự thử nhá. Em chỉ biết là nó không có dây nguồn, em không thử được là em thanh lý luôn. Đây, đấy, không biết là mấy công nhật ông ấy tháo dây ra để làm cái gì. Đấy. Đây. Đấy, ví dụ lấy cái gì bớt lại hoặc đấu trả người ta cái dây, người ta còn cắm thử đằng này. Các bố ấy thu luôn cái dây chắc kiểu là kiểu kiểu như là nồi cơm điện đấy các bác. Đấy, nhiều khi mà bị cháy mất cái dây thì là các tháo luôn các cái đồ ra xong lấy luôn dây đấy. Kiểu kiểu như vậy. Ở bên bên đấy là về là đây, nó tình trạng nó như thế này nhá. Đấy, có thế nào thì em quay thế thôi. Em chả phải giấu gì đâu. Đây. À đây đây, nó còn quả cái băng. Nó không ra. Cái này chắc phải có điện nó mới ra. Nó kẹp rồi các bạn, đây này. Trong nó vẫn còn cái băng này. Đây. Đấy, nó vẫn còn cái băng này nhưng mà không thể làm cho ra được. Đấy, không biết nó kẹt hay là gì đấy. Hay là nó phải có điện hay như nào đây không biết, nhưng mà nói chung là con này mất dây nguồn thì thôi bán thanh lý cho nó nhanh nhá. Đấy. Rồi con này thanh lý cho các bác giá 270 nhá. Đấy, thanh lý cho các bác 270. K1 852 là mã này. Đây mã này nhá. K1 852 là mã này. Giá 270 nhá. Đấy, bác nào mà chốt thì alo cho em. Em không tháo ra đâu nhá. Em chịu không tháo ra đâu nhá. Bên trong như nào thì em không biết đâu, nhưng mà còn rất là nặng, chứng tỏ là đồ bên trong nó vẫn còn đấy. Nên là còn máy còn rất là nặng. Để hàng về không có nguồn em thanh lý luôn nha, em toàn thế mà. Con nào mà thử cắm điện mà lên ok là để sang bên. Đấy, còn con nào mà không lên là để sang góc. Xong thanh lý dần dần. Đấy, mỗi hôm bán xả cho các con nó sướng. Cái đồ thanh lý này gần như là nhà em là thanh lý theo kiểu gọi là giá lỗ luôn rồi. Tại vì có biết rồi đúng không ạ? Chả đi nhập cái đồ mà không lên được như này cả. Nhà em nhập là phải lên bình thường, hoạt động ok. Đấy, thì nhà em nhập nhưng mà thỉnh thoảng người ta vẫn cài một số con này vào ấy. Buôn bán thì cái này phải chấp nhận các bạn. Ví dụ một lô hàng nó dính khoảng chục con cũng là bình thường. Đen đen có khi còn dính cả 20 con đấy chứ. Đấy, nhưng mà cái này nó hết sức bình thường, hàng bãi mà. Buôn bán nó phải như vậy, chấp nhận thôi. Đấy, thỉnh thoảng người ta luồn cho mình ví dụ mấy con mà nó dở hơi vào thì vẫn phải chấp nhận. Đấy, thì đành phải bán con này bù con nọ. Còn cái con này mà thanh lý giá 270, 280 này có biết rồi đúng không ạ? Toàn là thanh lý lỗ lòi mắt ra. Bình thường bán gọi là 900 hơn triệu mới có lãi. Đấy, thế mà bây giờ thanh lý còn có 270 thì nhiều bác là còn mặc cả với em, có bớt được không em? Thanh lý lỗ rồi lại còn bớt được không em nữa thì không biết bớt cái gì luôn các bác. Đấy, những cái đồ nào mà nhà em thanh lý là gần như là xác định là lỗ lòi mắt ra luôn rồi. Đấy. Còn con nào bán mà sống bình thường là đấy, con đấy mới là có lãi. Còn các con như này là gần như là lỗ lòi mắt ra. Nên là các bác là chốt thì alo cho em nhá. Đừng mặc cả với em. Mặc cả cho nó buồn người ra. Đã xả lỗ 280 rồi còn mặc cả bớt được không em nữa thì nói câu bớt được không em mà lại thấy buồn hết cả người rồi. Đấy, chấp nhận phải xả lỗ rồi lại còn nó bớt được không em. Mặt mũi thứ về các bác tự lau nhá, em chưa vệ sinh gì đâu. Hàng từ bên đấy về có nào em quay vậy thôi nhá, chưa vệ sinh gì đâu. Đây này, về các bác vệ sinh qua sửa chữa nhà, sửa chữa nhá. Vâng, xin chào các bác.